Xin chào tất cả anh em. Thì video trước đó thì mình đã làm về nội dung là con chim bồ câu khi đang thái siêu thịt, và cũng có nhiều anh em gọi điện đến cho mình, nhắn tin cho mình thì hỏi là nuôi chim bồ câu có dễ không anh. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cũng như là trao đổi một phần cái thắc mắc đó cho anh em biết luôn ha. Thì đây anh em, có thấy là đây là chim, những cặp chim bố mẹ này, bên dưới là đang đẻ anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì nó sẽ đẻ nốt một quả trứng. Còn đây là ở trên này là chim bồ câu ra ràng hết rồi anh em, rất là to này. Thì bây giờ thì mình sẽ giải đáp thắc mắc của anh em là nuôi chim bồ câu có dễ hay không. Đó là mình nói luôn, đó là thực ra là nuôi bất cứ con vật gì, hoặc là chúng ta làm bất cứ công việc gì, thì chúng ta đều phải trải qua những cái thử thách riêng. Bởi đây mình không có nói là nuôi chim bồ câu là dễ dàng, hoặc là nó nhanh chiến thắng như thế nào, hoặc là nó thành công như thế nào. Nếu mà nuôi mình có một cái bí quyết gì để tất cả mọi người thành công thì có lẽ là trên thế giới này thì mà không có người nghèo này, đúng không ạ? Nhưng mà đây là mình chia sẻ dưới góc độ là mình là một người chuyên cung cấp chim bồ câu tinh thần thái siêu thị tinh, trong chim bồ câu hot nhất hiện nay. Thì nuôi chim bồ câu có dễ hay không? Mình sẽ làm một vài cái so sánh thử anh em nhé. Mình sẽ làm một vài cái bước so sánh thử. Đó là mình thử so sánh con chim bồ câu đối với con gà đi. Nó cũng cùng giống gia cầm mà. Đối với con gà thì anh em nuôi, anh em phải đầu tư chuồng trại rất là kỹ lưỡng nhé. Anh em nuôi gà tại vì con gà nó ăn rất là nhiều. Đây mình tính về cái đường ăn uống của nó trước đi. Con gà nó ăn rất là nhiều anh em ạ. Và nó hay dịch cúm gia cầm nữa nha. Cúm. Anh em nào mà hay thường xuyên vào đọc báo thì anh em có thể thấy là mỗi đợt cúm nó xuất hiện thì hầu như là mình phải tiêu hủy cả đàn gà, phải đào chôn toàn bộ khử trùng là mình cũng nuôi được. Có nghĩa là anh em đã phải xuất bán rất là nhiều. Còn mình quay trở lại con chim bồ câu, chuồng trại của nó thì anh em có thể thấy này, rất đơn giản anh em ạ. Anh em chỉ cần chuồng này, rồi hệ thống nước tự động này cực kỳ đơn giản, anh em cần đặt chữ T vào cũng thôi là nước hết tự chảy ra. Chi phí để đầu tư thì nó cũng không có tốn kém nhiều. Con giống của nó thì cũng vậy, anh em nuôi, anh em đầu tư một lần anh em nuôi được cả 12 năm. Một tháng thì nó đẻ khoảng 2-3 lần, để anh em khoảng vài nữa đẻ thì anh em nó lấy lại giống được rồi, nhưng nó lấy lại được cái tiền vốn của mình rồi. Còn có một cái nữa là nó không bị cúm anh em, không bị dịch bệnh như con gà. Mỗi lần gà mà bị là coi như là đi cả đàn đấy. Còn bây giờ mình làm một phép thử so sánh với con heo đi. Đối với con heo thì chi phí đầu tư của nó còn lớn hơn cả con gà, lớn hơn nuôi gà rất là nhiều. Nuôi nuôi heo thứ nhất từ con giống, anh em đi lựa, anh em nuôi giống thì anh em chắc phải mua nái nó đẻ, hệ thống chuồng trại cũng phải đầu tư rất là nhiều, nước xịt xếp vòi nước tự động cám ăn một ngày phải tiêu thụ rất là nhiều tiền cám, tiền chi phí chăm sóc và tiền xây chuồng trại. Anh em mà nuôi heo thì anh em phải nuôi theo mô hình lớn thì nó mới thành công được. Còn nuôi mô hình nhỏ lẻ vài con vài chục con thì anh em nuôi một gia đình rồi thì cái đó thì anh em khó, rất khó để mà mình phát triển kinh tế mà đạt ok được. Thì đấy, quay trở lại con chim bồ câu, chi phí anh em mình nói trước, chi phí đầu ra, chi phí để anh em nuôi chim bồ câu thì cực kỳ là thấp, có thể nói là nó thấp nhất hiện nay anh em. Anh em có thể, nếu như mà anh em chưa có điều kiện thì anh em nuôi khoảng vài chục cặp đến 100 cặp đi, thì nó đã mình có thể nuôi rồi và mình nhân giống được rồi. Mình một tháng thì anh em cứ một cặp là nó sẽ đẻ hai lứa đi, một lứa nó đẻ hai chục kiếm đỡ ra thì anh em đã có được chim bồ câu ra ràng anh em bán. Lấy lại lợi nhuận rất là nhanh. Cái đó là mình so sánh về lợi nhuận về kinh tế cũng như là lợi nhuận về cái
cái đầu ra đi. Còn đây mình nói thêm một chút về cái dịch bệnh giữa các loại heo nó cũng bị dịch này, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi nó càng quét rất là ghê. Còn chim bồ câu đi đăng thái thì anh em không phải tốn về những cái chi phí hút hàng nhiều đến mức độ như vậy, nên anh em là mình đã hạn chế được tối đa cái rủi ro về dịch bệnh. Còn cái việc nuôi thành công đó, thì nó bây giờ thì mình sẽ nuôi như thế nào. Thì thứ nhất là cái clip trước đó thì mình đã nói về nuôi chim bồ câu thì cần chuẩn bị cái gì rồi, nhưng mà đây mình nói sâu thêm một chút, đó là về một ngày thì cho chim bồ câu ăn bao nhiêu lần. Đây là những cặp bồ câu tuyệt đẹp đang vào đẻ hết rồi nhé, đẻ và chăm con hết rồi. Thì một ngày cho chim bồ câu ăn bao nhiêu lần? Một ngày mình sẽ cho chim bồ câu ăn 2 lần anh em nhé. Đây này, anh em thấy không? Ở dưới đang chăm con rất là to, ở trên là con mái đã đẻ rồi, nên có trứng rồi anh em. Thì trong ngày mai hoặc mai thì nó sẽ đẻ nốt quả còn lại. Đấy. Cứ một tháng nó đẻ ra là anh em như thế này, là anh em nhân giống cực kỳ nhanh. Và cái lấy lại cái nguồn vốn bỏ ra ban đầu thì cực kỳ dễ. Một ngày anh em cho nó ăn 2 lần đi. Buổi sáng thì tầm khoảng 8 giờ rưỡi anh em, 8 giờ rưỡi. Buổi chiều là tầm khoảng 2 giờ. Về cái mức độ thông thoáng của chuồng trại thì tùy anh em, tùy khu vực. Không có một cái cố định nào cho tất cả các vùng miền, cũng là cái khu vực nào nóng thì anh em làm chuồng trại khoáng. Còn những khu vực nào mà lạnh thì anh em quay lại chút xíu. Chuồng trại thì cực kỳ đơn giản. Anh em nào mà có nhu cầu thì mình đầu tư nó kỹ. Còn anh em nào mới xuất phát ban đầu thì mình có nguồn vốn bao nhiêu thì mình tính toán để cho nó hợp lý. Có thể là vài lứa sau hoặc là một năm sau mình cứ tính toán theo cái lộ trình của mình. Có thể là một năm nay thì mình nuôi, năm sau là mình sẽ bắt đầu lên trại. Thì mức độ thành công của nó thì nó cũng rất là hay em ạ. Chim bồ câu rất là hay. Còn về cám thì cám con cò mình cho nó ăn, đây là loại cám con cò C24 anh em nhé. Đây gọi là C24. Và ở trên thị trường thì mình cũng dễ kiếm cái loại cám này thôi. Đây, mình cho anh em xem luôn. Cám ra đẻ. Cám nó kiếm cực dễ anh em nhé, mình trộn với bắp cho nó ăn thôi. Có nghĩa là một ngày mình cho ăn 2 lần, buổi sáng và buổi chiều, thì anh em đã tận dụng được rất nhiều thời gian để làm được những công việc khác, đúng không ạ? Đây là mình tính toán khoảng 100 cặp cho anh em đi, mình nuôi một tầm khoảng 100 cặp, thì anh em cho nó ăn tầm khoảng bao nhiêu phút đâu. Đây là mình tính 100 cặp là anh em cần cho ăn khoảng 15 phút nhé. Mình buổi sáng có thể là mình đi dạo quanh thăm nom rồi mình cho nó ăn là cho nó 1 tiếng đồng hồ đi, thì anh em đã tận dụng rất nhiều thời gian những công việc khác. Có thể là anh em chăn bò, nuôi thêm bò này, và những anh em nào đi làm buôn bán ở chợ hay là bất cứ gì thì anh em đều có thể tranh thủ được thời gian anh em nuôi bồ câu. Và buổi chiều mình cho ăn cứ thế, là mình chim bồ câu nó tự sinh sản và nó tự lớn lên thôi. Cái chim bồ câu thì nó không bị bệnh nha anh em, không cần phải lo lắng về cái việc mà mình cho nó tiêm thuốc gì cho nó với như nào cả. Nhưng mà có một cái anh em phải lưu ý, đó là cái khu vực anh em đừng có nhiều muỗi quá nhé. Nếu mà muỗi cắn quá thì nó sẽ đổ trái, nên là mình hay nói đổ đậu, là cái đó là chính vì sao muỗi cắn đấy nhỉ. Muỗi cắn mà nó sinh sản là cái loại vi khuẩn ấy. Nó dơ thì nó sẽ nổ, nhưng mà cái nổi đậu đó thì chữa cực kỳ dễ anh em. Ở trại của mình anh em thấy đâu có đâu, tại vì ở trại mình rất là thông thoáng. Và nếu có thì mình sẽ mua thuốc tím mà mình bôi là nó tự rụng thôi anh em ạ, chứ không có vấn đề gì cả. Cái việc đó cực kỳ đơn giản.
cái trại trên Đắk Lắk Buôn Đôn này nó như một cái mô hình ấy, mô hình chuẩn, để có gì những là những anh em nào mà có nhu cầu tham quan hoặc là anh em mua và nuôi ấy, thì anh em có thể lên trên này xem. Đấy, cảm chịu rất to anh em. Nuôi ở thành thị thì có thể là cái không khí và cái nó bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xe cộ và thành thị thì có nó hay bị stress, chim nó hay bị stress anh em nhé. Nên anh em mà chú ý là khi mà mình chuyển đi xa là chim nó hay bị hỉa chạy và nó hỉa chạy là như vậy á. Nhưng mà khi mà 1-2 ngày sau là hết, không có vấn đề gì cả. Còn cái việc mà anh em mà nuôi bồ câu mà nó bị phân xanh nhá, đó là vấn đề khác, đó chính là cái nguồn thức ăn anh em bị dính, do là có thể là cám nó ngâm bằng thuốc á, cám nó ngâm bằng thuốc nên là nó bị thôi. Còn trại của mình thì nguồn mình kiểm soát đầu vào thức ăn là cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Ở bên vườn bên kia của mình thì mình có một cái vườn rất rộng, mình tự trồng bắp để mình cung cấp ở trong cái hệ thống trại của mình. Còn cám thì đương nhiên cám mình thì nhập, và cám thì phải là cám to anh em nhé. Còn bắp thì mình sẽ kiểm soát đầu vào và mình được trồng, hoặc là có một cái địa, cái cơ sở nào uy tín thì anh em lỗ. Đây thì các chim là đang đẻ hết rồi. Thì nuôi chim bồ câu, để mình quay trở lại vấn đề là nuôi chim bồ câu có dễ hay không, thì tất cả những gì mình trình bày vừa rồi á, thì anh em nào có thể là cho cái mức độ đánh giá, thì mình nói là cái chi phí anh em bỏ ra hay mình nói là khởi nghiệp á, là cực kỳ rẻ luôn anh em, rẻ hơn nuôi gà, nuôi trâu, nuôi bò, nuôi heo rất là nhiều luôn. Và tầm khoảng vài bữa sau là mình đã có thể là mình lấy lại được cái nguồn vốn mình bỏ ra rồi. Còn buổi một ngày thì mình cho ăn 2 lần, buổi sáng và buổi chiều thôi. Còn tất cả những cái khác là anh em có thể đi làm những công việc khác, cứ kệ nó sinh sản, cứ kệ nó đẻ thôi. Còn buổi tối thì anh em nào mà có nuôi nhiều mà đầu tư máy ấp trứng thì 5 đến 6 giờ chiều anh em đi đổ trứng, bỏ máy ấp trứng nó tự ấp, 17-18 ngày sau nó nở, cứ mang ra đây ghép bình thường, là những cặp chim bồ câu bố mẹ này nuôi hết sức bình thường, không sao cả. Thì đó vừa là những cái nội dung mà mình chia sẻ thật lòng đối với anh em. Còn anh em nào mà có thắc mắc, hoặc là anh em nào mà có những cái vấn đề mà là lăn tăn nuôi chim bồ câu á, thì anh em cứ gọi điện cho mình, nhắn tin cho mình 0961142323 đấy. Số đó từ Zalo đến Facebook, đến YouTube đó, thì mình có thể liên lạc với nhau, trao đổi với nhau qua cái kênh đó. Thì anh em cứ tham khảo thêm. Ở trại của mình thì mình làm rất nhiều video ở trên kênh Nông Dân Làm Giàu rồi. Thì đó là một cái kênh để mình hỗ trợ anh em về cái kỹ thuật nuôi, rồi mình nuôi như thế nào thì mình đăng lên trên đó để có gì anh em nắm. Rồi video hôm nay của mình đến đây thì mình cũng xin tạm dừng. Rồi, những anh em nào mà có khăn thì cứ alo mình nhé. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.